Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Dụng Cụ Nông Nghiệp. Và trong video ngày hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu các bác yêu làm vườn, làm cây cảnh, làm cây bonsai, cây công trình, những dụng cụ nông nghiệp để các bác nào đang có nhu cầu cần mua những cái sản phẩm gì hãy lựa chọn cho em ngay. Đó, những sản phẩm bên nhà em thì rất là thiết yếu đối với công việc làm nông các bác, từ những mẫu dầm, chuồng, cuốc, xẻng, bố bổ củi bên em đều có hết. Nhưng trong video của em ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác một vài những mẫu chủ yếu là phục vụ các bác đi làm cây cảnh, bứng cây, đào cây. Mẫu đầu tiên đó là một chiếc thuổng bác nhá. Đó, một chiếc thuổng đào cây, bứng cây rất là tiện lợi, hoặc các bác phải đi đào rắn này, đào cua cũng rất là tiện luôn. Đây là cây thưởng, lưỡi của nó sẽ là mo như này và được làm sẵn cán rồi. Chất liệu thì lưỡi được làm 100% bằng thép nhíp ô tô, rất là dày dặn và cực kỳ sắc bén luôn. Và lưỡi này em cũng đã đàm sẵn rồi, các bác chỉ việc sử dụng luôn cho em. Đó, đây là cây thưởng bản nhỏ này, giá chỉ có là 200.000 đồng trên một cây, bên em bao ship. Và mẫu sản phẩm tiếp theo đó là một cây dầm cổ cò. Đó, dầm cổ cò bản này là bản đặc biệt, bác nào đặc biệt đi làm cây công trình, cây bonsai, cây cảnh như này, làm những cây to, các bác lựa chọn ngay cho em cái dầm cổ cò này. Bản đặc biệt này lưỡi của nó thì chiều dài của nó sẽ khoảng độ 9 đến 10 cm, chiều rộng khoảng 9-10 cm, còn chiều dài sẽ khoảng là 40 cm các bác ơi. Chất liệu thì được làm 100% bằng thép nhíp ô tô, rất là dày dặn và cực kỳ sắc bén luôn. Đây là cán được làm sẵn này, cán bằng ống tuyếp 34, dày 1.8 cho em. Đây là bản đặc biệt này giá của nó sẽ là 400.000 đồng trên một cây, bên em bao ship. Và ngoài ra nếu bác nào cần bản nhỏ hơn, em có bản nhỏ hơn. Chẳng hạn như bác nào làm cây cốt, cây bonsai, cây nhỏ nhỏ, mình có thể lựa chọn những cái bản nhỏ như này cho em, giá chỉ có 200.000, bao ship. Và ngoài ra những bản tầm trung, tầm 300, hơn 300 em có. Bác nào cần bản nào thì cứ lấy bản đó cho em. Và ngoài ra còn nếu bác là mình không muốn làm cán, không lấy cán này, bác có thể mua lưỡi không. Lưỡi không bên cũng có, nếu mình mua lưỡi không thì sẽ trừ đi 50.000 tiền cán các ơi. Bản nào em cũng có lưỡi không. Và tiếp tục là những cái mẫu sản xà beng đó. Xà beng thì là cái sản phẩm chủ đạo của bên shop nhà em rồi, được các bác ủng hộ rất là nhiều và phản hồi rất là tốt về cái cây xà beng này. Xà beng thì hiện tại em đang có cả loại 4kg, 5kg, 6kg đến cả 7kg em có. Và trên tay em cầm hiện tại là cái mẫu 7kg, cháy hàng rất là lâu rồi thì hôm nay em mới về lại được cái cây 7kg này. Chất liệu của xà beng thì được làm 100% thép đúc liền nguyên khối các ơi. Thân của nó sẽ là hình nhục lăng, cầm rất là chắc tay và đầm tay vô cùng, chắc và đầm luôn. Một đầu được làm sẵn lưỡi rồi và một đầu các bác thục nhé, được thục đất này, làm nhọn các bác thục đất, đào đất rất là tiện lợi luôn. Đó, bản 7kg này thì giá của nó là 350.000, đem miễn phí ship toàn quốc, nhận hàng bao kiểm tra hàng, test thử hàng thoải mái cho em. Đó là bản 7kg. Và những bản 6kg giá chỉ có 320, từ 5kg giá 280, 4kg em cũng có. Cần loại nào các bác cứ liên hệ trực tiếp cho bên em để được tư vấn báo giá cũng như đơn. Và tiếp theo là những mẫu mai kìa, những mẫu mai sắn đất đào đất với người xẻng bác ơi, không phải xẻng nhá. Và đây là cây mai, chất liệu có nhìn này rất là dày, vô cùng là dày dặn, nó rất là dày luôn, rất là cứng. Đặc biệt là bác nào ở cái vùng miền mà mình đất của mình nhiều sỏi, nhiều đá cằn ấy, bác là lựa chọn ngay cho em cái mai này. Đó, đảm bảo bác sắn đất đào đất thoải mái cho em, không bị quằn lưỡi, không bị cong lưỡi đâu. Rất là tiện lợi luôn. Đây là bản nhỏ giá là 230.000 cả cán như này, miễn phí ship. Còn bác nào cần bản to thì em có bản to đây, giá sẽ là 280.000. Giá này em cũng bao ship toàn quốc luôn, nhận hàng bao kiểm tra hàng. Rồi tiếp theo là những cái mẫu dầm. Đó, đây là những cái mẫu dầm. Đây, trên tay đang cầm đây là cây dầm cổ tròn nhá, hay còn gọi là dầm sống thẳng đây. Đó, dầm cổ tròn, dầm sống thẳng này thì chất liệu được làm từ thép nhíp ô tô, lưỡi làm thép nhíp ô tô rất là dày và được làm sẵn cán bằng ống tuyếp 34 rồi. Đó, bản này là bản đặc biệt, giá sẽ là 350.000 đồng trên cây. Còn bác nào lấy bản nhỏ hơn, em có bản nhỏ hơn. Còn bác nào cần những cái bản mà không lấy cán, độc lưỡi không thì sẽ trừ đi là 50.000, sẽ còn 300.000. Và tiếp theo lại là những mẫu dầm chuối. Mọi người phân biệt giúp em nha. Đây ạ, dầm chuối thì lưỡi sẽ hơi mo, bản nó sẽ hơi mo này thì sẽ gọi là dầm chuối. Còn đây là bản dầm thẳng nhé, đây là bản dầm bản thẳng. Dầm bản thẳng nó sẽ thẳng như này luôn. Đó, dầm thẳng nó sẽ là thẳng, còn dầm chuối nó sẽ hơi mo lại một chút, gọi là dầm chuối. Hai bản này đều là bản đặc biệt, giá sẽ là 350.000 đồng cho một cây. Cái này bên bao ship rồi, nhận hàng bao kiểm tra hàng, xem hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đó, tất cả những cái mẫu dầm thuộc sẽ bên nhà em thì lưỡi khẳng định các bác luôn là 100% được làm bằng thép nhíp ô tô, rất là dày dặn, vô cùng là sắc bén luôn. Đó, đây là những bản đặc biệt vô cùng là dày dặn rồi. Đó, giá bên báo giá là bên đã bao ship toàn quốc rồi, nhận hàng bao kiểm tra hàng, xem hàng thoải mái cho em. Đặt hàng các bác hãy liên hệ trực tiếp cho bên em, số điện thoại luôn để các bạn màn hình, số của em có Zalo sẽ được kết nối Zalo báo giá cũng như lên đơn các bác thành công. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.